Mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Với những chiếc xe đang có mặt tại cửa hàng Anh Vinh thì anh chị và các bạn cùng đi tham khảo với em. Mở đầu đây thì em sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn về chiếc xe Hyundai Creta phiên bản 1.5 đặc biệt sản xuất năm 2022, chạy chuẩn với quãng đường là 2 vạn km, một chủ từ mới, phu đầy đủ lịch sử bảo dưỡng tại hãng, sơn zin cả xe, sơ cua chưa hạ, lốp theo xe còn rất là dày dặn và mới. Mức giá của chiếc xe hiện đang chào cho anh chị và các bạn là 635 triệu, giá còn giảm và thương lượng cho các bác đang có nhu cầu. Tiếp tới đây thì em có một mẫu xe tiếp theo, đó là Mitsubishi Outlander phiên bản CVT sản xuất là năm 2020. Chiếc này là sản xuất là năm 2022. Với ngoại thất là màu trắng, nội thất ghế da màu đen. Hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá chỉ hơn 700 một chút. Chi tiết cụ thể thông tin về chiếc xe thì các bác có thể trao đổi trực tiếp cùng em, chính xác là 735 triệu còn giảm anh chị nhé. Lăn bánh quãng đường là 28.000 km rồi. Trang bị đầy đủ những tiện nghi. Và tiếp tới đây thì ta có một chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản Sportivo sản xuất là năm 2015, xe lắp ráp trong nước. Bản này là bản một cầu, máy xăng, đăng ký tên cá nhân, biển Hà Nội. Chủ đi từ mới, rất là giữ gìn, cam kết cho anh chị và các bạn về chất lượng của chiếc xe trên văn bản hợp đồng giấy tờ. Không bị đâm va, không bị ngập nước, bao check test mọi nơi. Hỗ trợ cho anh chị và các bạn các thủ tục sang tên di chuyển, giao xe toàn quốc cho các bác đang có nhu cầu. Với không gian ghế ngồi của chiếc xe thì nó có 3 hàng ghế cho anh chị và các bạn có một cái không gian ngồi thoáng đãng, rộng rãi và thoải mái. Hệ thống ghế da màu kem. Xe thì cũng được nâng cấp như màn hình và một số tiện nghi khác nữa. Của chiếc xe về cơ bản thì nó cũng là nguyên bản theo xe, rất là nhiều chi tiết. Đi tới mẫu xe tiếp theo là của nhà Toyota thì em lại có một chiếc Toyota Vios phiên bản CVT sản xuất là năm 20, chiếc này sản xuất năm 2021, có ngoại thất màu đen, hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn trong cái tầm giá bây giờ nó cũng rất hợp lý, chỉ khoảng hơn 400 một chút thôi. Là anh chị bạn có thể sở hữu một chiếc xe với ngoại hình rất đẹp, độ bền, độ lành của chiếc xe thì được đánh giá cao trong rất nhiều năm qua. Bên đơn vị thì rất nhiều các mẫu Toyota. Em đang có chiếc Toyota Fortuner phiên bản một cầu, máy xăng 2.7. Mẫu phiên bản này phiên bản mẫu mới nhập khẩu Indo. Ngoại thất là màu trắng, nội thất ghế da màu nâu, rất là đẹp. Đấy, những đường nét tổng quan chi tiết về phần ngoại thất của chiếc xe thì em quay sơ qua để anh chị và các bạn cùng tham khảo và đánh giá với em. Anh chị và các bạn cần thông tin chi tiết rõ ràng hơn thì mình có thể trao đổi trực tiếp cùng em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ hỗ trợ thông tin và giải đáp những cái thắc mắc của anh chị và các bạn để giúp cho anh chị và các bạn có thể là cân nhắc lựa chọn một chiếc xe nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình anh chị nhé. Đấy, những cái chi tiết về hệ thống khoang lái của chiếc xe với tầm nhìn cũng như là các chi tiết rất là gọn gàng. Tiếp tới đây thì ta có một chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy 2.4, máy xăng, 2 cầu sản xuất là năm 2017, ngoại thất màu đen, nội thất ghế da màu kem. Với bản này là phiên bản full thì nó sẽ có trang bị như là rửa đèn pha, đèn bi hay là cốp điện và rất nhiều cửa sổ trời. Với mức giá của chiếc xe này thì hiện tại đang có hỗ trợ cho anh chị và các bạn chỉ 675 triệu thôi. Giá vẫn còn giảm và thương lượng, hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn lên tới 70% giá trị xe. Toyota Fortuner, một chiếc xe tiếp theo tại cửa hàng với năm sản xuất là 2012. Một chủ đi từ mới, phu đầy đủ lịch sử bảo dưỡng tại hãng, lăn bánh chuẩn với quãng đường là 12 vạn km. Đấy, tính năng tiện nghi option của chiếc xe thì rất là vừa đủ dùng cho anh chị và các bạn. Mức giá của chiếc xe này bây giờ trong khoảng 400 triệu thôi là các bác có thể sở hữu rồi. Anh chị và các bạn hãy liên hệ em để em có thể gửi thông tin chi tiết về chiếc xe sắp về cửa hàng đây cho anh chị và các bạn. Và một mẫu xe tiếp theo nữa, đó là một chiếc xe Mitsubishi Triton. Một chiếc xe có ngoại thất là màu cam. Một chiếc bán tải một cầu sản xuất năm 2022. Nhập khẩu nguyên chiếc, lăn bánh với quãng đường là 19.000 km. Hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá bây giờ chỉ có 575 triệu. Xe một chủ đi từ mới, rất là giữ gìn, cam kết về chất lượng văn bản hợp đồng giấy tờ cho anh chị và các bạn. Lốp zin theo xe cũng như là lốp sơ cua vẫn còn nguyên bản, giấy bịch chưa hạ.
Và vừa rồi thì em đã mang tới cho anh chị và các bạn thông tin các mẫu xe đang có mặt tại cửa hàng Anh Vinh. Anh chị và các bạn quan tâm về chiếc xe nào, hãy liên hệ trao đổi cùng em. Em sẽ hỗ trợ thông tin và giải đáp những cái thắc mắc của anh chị và các bạn. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi.